Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Jenny. Hôm nay là ngày 30 tháng 3, chúng ta chỉ còn một ngày nữa là đến 31 ha, 31 thì sẽ là cuối tháng. Thì bây giờ Bitcoin cũng đang ở cái mức giá khá là cao. Chúng ta sẽ có một cái video xem là nó có tiếp tục đi lên không, cái đợt điều chỉnh này nó có giảm đi nhiều hay không ha. Nó đang có ở cái mức 47.000, 47.000 thì xem là nó xuống 45, 46, 42 hay là nó đi xuống nữa không, ta cùng xem ha. Rồi thế thì đầu tiên thì chúng ta cũng xem qua một chút về cái tình hình on-chain xem là nó có cái gì thay đổi không. Thì mình đang thấy rằng là lượng Bitcoin mà nó được nạp lên sàn thì nó cũng không có quá là nhiều, nhưng mà 2 ngày gần đây thì cũng có một cái lượng tương đối được nạp lên ha. Người ta đang nhìn thấy rằng là Bitcoin ở cái mức giá là cao và nhiều người cũng muốn chốt lời. Thế nhưng mà ngược lại thì cũng có rất là nhiều người đang thu mua. Cái lượng thu mua ra vẫn đang ở cái mức nhiều hơn so với lượng nạp vào. Vậy chúng ta nhìn thấy rằng là 3 ngày liên tiếp đều có những cây nến màu đỏ, tức là cái lượng người người ta đang thu mua nhiều hơn là một người muốn bán. Thị trường đang khá là ủng hộ cho cái việc là giá nó sẽ còn tăng lên tiếp nữa. Rồi, Ethereum cũng có cái tình trạng tương tự nhưng mà nó được gọi là hưng phấn hơn một chút ha, nhiều người đầu tư và gọi là yêu thích Ethereum hơn, thì thể hiện rằng là có rất là nhiều Ethereum được rút ra khỏi sàn. Trong ngày 29 ngày hôm qua là có đến hơn 300.000 Ethereum được rút ra. Đó, rất là khủng khiếp, chỉ trong có một ngày hơn 300.000 là cái mức rất là cao. Và cái mức này chúng ta đã từng thấy khi mà giá Ethereum ở 3.700, tức là 300.000. Ngày 30 tháng 3 là có 300.000 Bit cũng Ether cũng được rút ra, cho xem là 30 tháng 12. 30 tháng 12 nó là cái ngày nào ta? Khá xa nhỉ, ở đây. 30 tháng 12. 30 tháng 12 nó có cái gì đâu mà sao nó lại bị rút ra nhiều thế này nhỉ? Lúc đấy Ether là 3.700. Nó lưng chừng này. Cũng có thể là có nhiều người nghĩ rằng đoạn này là cái đoạn mà nó sẽ giảm ha. Cũng có thể là như vậy. Rồi thì cho thấy rằng là từ cái lúc mà thị trường nó tụt giảm đến thời điểm hiện tại thì Bitcoin cũng như Ether nó hầu như đều đang là trong cái giai đoạn mà được mọi người mua nhiều hơn là bán trên cái đường thể hiện này, thể hiện cái lượng Ethereum và Bitcoin ở trên sàn thì nó liên tục là một cái đường đi xuống ha, kể cả là khi mà Bitcoin lên đỉnh và đi xuống hay là Ether cũng như vậy. Thế thì đây chưa phải là một cái giai đoạn gì để mà downtrend hay là cái gì. Downtrend thì là người ta phải nạp lên sàn nhiều hơn, nhiều người muốn bán, sợ hãi hay là tay to cá mập nó cũng phải bán ra cơ. Nhưng đây chúng ta đang nhìn thấy cái điều đó là họ đang thu gom vào chứ không mua bán ra. Chúng ta đang nhìn là tổng quan là như vậy ha, tổng quan là như vậy. Rồi, các cái lệnh option thì cũng đang có một cái đợt sụt giảm một chút sau cái đợt mà tăng trưởng vừa rồi. Đó, không nhìn thấy bây giờ đang có cái tỷ lệ là funding rate là đang dương nhá, tức là nhiều người đang có một số lượng khá khá, không nhiều lắm nhưng mà có nhiều người hơn đang nghĩ rằng thị trường sẽ tăng trưởng. Đó. Con số này nếu mà nó lên cao thì rất có thể là nó sẽ có một sự đảo chiều của thị trường. Thị trường nó hay như vậy ha, số đông thì thường thua. Rồi chúng ta nhìn thấy xem là nó ở cái mức nào, ở cái mức không quá là đáng ngại, không quá là cao. Chúng ta thử nhìn vào trước đó nữa xem sao. Trước đó nữa thì cũng không quá là cao. Chẳng có gì để mà đáng ngại ở cái lúc này. Rồi, ok. Mình nhìn thấy rằng là cái lượng Ether được rút ra khỏi sàn rất là nhiều, cực kỳ nhiều, hơn 300.000 Ether, nhưng cái lượng đó nó lại không phải là để cho toàn bộ vào trong Ethereum staking 2.0 mà chỉ một phần rất là nhỏ, khoảng 23.000. Trong ngày 29 là chỉ 23.000, trong khi là hơn 300.000 được rút ra nhưng mà chỉ có 23.000 được nạp vào Ethereum 2.0, cái mạng lưới Ethereum 2.0. Vậy thì cái lượng này nó đang đi đâu? Nó đang đi đâu thì có thể là người ta đang lưu trữ cái phần lớn để chờ tăng giá ha. Người ta cũng không có nạp vào Ether 2.0. Ok, thì đấy là nhìn qua về cái on-chain. On-chain nhìn qua thì chúng ta đang có một cái sự ủng hộ cho thị trường. Bitcoin đang có một cái đà tăng khá là ổn, cũng không quá là mạnh mẽ gì, nhưng mà khá là ổn. Đó,
Bởi vì là chúng ta nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngày liên tiếp là nó là những cái nến xanh. Đấy. Thế thì đây là một cái giai đoạn mà khá là lâu rồi chúng ta chưa nhìn thấy. Rất là lâu rồi, rất là lâu rồi. Kể chắc là chỉ từ cái thời điểm mà tháng 7 năm ngoái. Tháng 7 năm ngoái đến tháng 3 là bao nhiêu tháng nhỉ? 5, 8 tháng rồi. 8 tháng rồi chúng ta mới nhìn thấy một cái đợt mà Bitcoin nó có nhiều những cái ngày xanh liên tiếp như thế này. Nó tăng trưởng liên tiếp trong nhiều ngày như thế này. Thế thì cái lượng Bitcoin lại đang được rút ra khỏi các sàn giao dịch thì giúp cho cái việc là cái lượng Bitcoin ở trên sàn nó không còn nhiều và các nhà đầu tư người ta có thể là đẩy giá lên dễ dàng hơn, các nhà tạo lập thị trường họ có thể đẩy giá lên dễ dàng hơn. Thế nếu mà Bitcoin nó cứ ồ ạt nó nạp lên sàn, nó nạp lên rất là nhiều thì chúng ta phải nhanh chóng mà nghĩ đến cái việc chốt lời ha. Thì đấy là về on chain, chúng ta sẽ cùng xem phân tích kỹ thuật thì sao. Có một ngày là cái ngày này là cái ngày mà mình nói rằng là nó khá là không ổn, khá là bất ổn vì là nến thì rất là xanh nhưng mà volume thì không có, volume thì không có thì cái điều mà lo lắng ở đây đó là nó không có một cái sự một cái động lượng một cái lực tăng đủ mạnh để có thể là duy trì được cái thị trường. Đấy. Khi mà cái ngày này mình nói rằng là khu vực khoảng 46.000 à 47.000 đi, cho 47.000 thì là nó không không có thể nào mà đẩy lên quá mạnh được. Đấy. Thì một là thị trường nó sẽ điều chỉnh rất là mạnh. Hai là nó sẽ không thể nào mà nó lên được đến những cái đỉnh cao quá cao ha. Thế thì những cái ngày tiếp theo chúng ta đã có là bao nhiêu nhỉ? 40 các cái mức đẩy lên là 48.200 này. Ngày hôm qua cũng lên 48.000 nhưng mà đều thất bại và tạo những cái nến có râu bên trên rất là cao ha. Thế thì cái ngày 28 tháng 3 chúng ta thấy rằng là cái volume giao dịch rất là lớn. Tức là ở thời điểm đó có nhiều người cũng muốn đẩy giá lên cao nhưng thất bại. Thế thì ngày hôm sau nó đẩy lên một chút nữa. Ngày hôm qua thì chúng ta đã có là nó tụt giảm ha. Hiện tại đang có nếu mà cái nến này không không có gì thay đổi thì nó sẽ là một cái nến đỏ tiếp. Ngày hôm nay thì mới bắt đầu thôi, mới bắt đầu được có vài tiếng, đấy, bắt đầu được có 2 tiếng, chưa nói được cái gì. Thế nhưng mà nếu mà nó cứ đi loanh quanh như thế này thì cũng khá là tốt. Chúng ta nhìn thấy rằng cái lực bán nó cũng giảm dần, thể hiện rằng là vẫn là một cái pha test lại cái khu vực đỉnh 48.000, tức là muốn phá đỉnh 48.000 nhưng mà cái lực bán nó không còn nhiều nữa. Có thể là lực lực mua nó không lớn nhưng mà lực bán không nhiều, thể hiện là volume giảm ha, volume giảm. Thì đây cũng là một cái sự may mắn nếu mà nó cứ tiên liên tục là đẩy giá lên rất là cao, sau đó là tạo râu rồi volume thì cực kỳ lớn thì chúng ta đang nghĩ đến cái giai đoạn là tái phân phối ha. Nếu mà nó là tái phân phối thì chúng ta sẽ lại có một cái đợt tụt giảm nữa. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng là volume nó giảm thì là cũng là một cái may mắn cho thị trường rằng là nó sẽ chưa có thể nào mà đi xuống được ngay. Thì cái giai đoạn điều chỉnh khi mà tăng 3 8 ngày liên tiếp thì nó là cái chuyện bình thường. Chưa kể là trước đấy nữa, nếu mà chúng ta tính từ cái thời điểm mà ngày 13 tháng 3 thì chúng ta có liên tiếp là nhiều ngày tăng ha. Nhiều ngày tăng. Điều chỉnh rất là ít, điều chỉnh những ngày rất là nhỏ, biên độ giao dịch biên độ điều chỉnh không có lớn. Đấy, 15 ngày. 15 ngày là gần như là tăng khá là mạnh, tăng 25%. Ừ. Chúng ta có nửa tháng mà tăng 25%. Đấy, thì cũng là một cái đợt mà tăng trưởng khá là ổn đối với Bitcoin. Rồi chúng ta nhìn kỹ hơn xem là ở trong các cái khung 4 giờ chúng ta có cái gì. Mình đang thấy rằng là cái việc điều chỉnh ở đây nó không không quá là đáng ngại. Nó bình thường thôi. Nó bình thường và 4 giờ này thì chưa xong thôi. Chưa hoàn thành. Nghĩa là nó cũng bình thường, nó không không quá đáng ngại ở cái giai đoạn này. Bởi vì nếu mà ở giai đoạn này thị trường nó từ chối cái mức giá ở trên cao khoảng 47.000 thì nó sẽ phải đi xuống ngay cơ. Nó sẽ có cái điều chỉnh lớn đâu đó khoảng tầm này à, kiểu kiểu vậy. Chúng ta dùng Fibo thử. Đấy. Đây thì nó cũng phải rơi xuống ít nhất là khoảng 0.236. Hiện tại thì nó còn cái mức điều chỉnh của nó quá là thấp đi. Quá là thấp và chúng ta đang thấy rằng là đây là một cái điều chỉnh lành mạnh. Và nếu những cái điều chỉnh này nó cứ giữ ở những cái mức mà thấp như thế này, tức là điều chỉnh rất là nhỏ, biên độ rất là nhỏ thì cực kỳ tốt cho thị trường và mình cũng không muốn là nó phải đi lên ngay một phát thật là mạnh mà nó cứ lên dần dần để đến khi khu vực 50.000 đô ấy,
50 năm đến 52.000, nó là một cái, nó một cái cản. Đấy, thì lúc đó nó mới cần những cái cây đẩy lên cực kỳ mạnh. Đấy, hiện tại thì chúng ta chưa cần ha. Thế thì thời điểm hiện tại nếu mà cho dù nó có điều chỉnh về đến tận 44.000 thì chúng ta vẫn có một cái đà tăng, vẫn còn nguyên đà tăng. Trong khi là nó điều chỉnh chỉ có đến có 46.400 này thôi thì thấy nó bình thường. Chúng ta đang có một cái đà tăng khá là ổn. Rút dâu lên rất là nhanh. Đấy, mặc dù là có một cây 15 phút tụt xuống 46.500 nhưng mà ngay lập tức là cũng rút dâu lên. Đấy, rút dâu lên. Và hồi ngược lại ngay vài nghìn đô ngay ha. Đây thị trường đang giữ vững ở khu vực 47.000 khá là tốt, và mình nghĩ rằng là trong cái ngày hôm nay rất có thể là nó sẽ lại là một cây nến xanh chứ không phải là một cây nến đỏ nữa, để chúng ta có một cái đợt test thử lên khoảng 50.000, gần 50.000. Nó sẽ là một cây khoảng 1-2.000 đô gì đấy lên khoảng gần 50.000. Khu vực 50.000 nó là một cái khu vực mà thứ nhất là nó vừa là một cái cản số tròn ha. 50.000 đô nó là một cái cản số tròn. Và khu vực thứ hai đó là nhiều người sẽ nghĩ rằng 50.000 nó là cái khu vực quan trọng, bởi vì là ta có rất là nhiều các cái điểm chạm ở khu vực đấy. Nếu mà phân tích kỹ thuật theo bình thường ha, theo cá nhân bình thường, nó điểm chạm ở khu vực này rất là nhiều. Thế thì khi mà giá bứt phá qua khu vực này thì nhiều người sẽ nhảy vào FOMO. Rất là nhiều người vẫn đang cầm USDT ha, cầm USD để mà chờ nhảy vào khu vực này. Một là họ sẽ nhảy vào khi bứt phá qua 50.000. Hai là họ sẽ chờ lên vượt qua 52.000 và điều chỉnh. Sau đó họ nhảy vào ở khu vực điều chỉnh. Thì cái lúc đó là cái lúc mà khá an toàn. Khá an toàn. Tất nhiên là những cái người mà chơi theo trường phái đó thì họ sẽ là những người mà đánh nhanh rút gọn, có thể chỉ lời 20%, 30%, hoặc những đồ ăn coin nào đấy họ cho vốn ít, họ sẽ lời khoảng độ x2, x3 thì họ rút ra. Thế còn là nếu mà mọi người vẫn đang có cái việc là hold thì mình chưa thấy có dấu hiệu gì để mà có điều chỉnh lớn ở thời điểm này. Tất nhiên là cái dấu hiệu thì nó là một phần để chúng ta đưa ra quyết định. Nhưng theo những gì về tâm lý thị trường thì là thời điểm này là thời điểm mà các nhà tạo lập thị trường nó chưa thể nào mà tạo ra được cái sự FOMO của đám đông. Thời điểm hiện tại chưa phải là nguồn vốn của đám đông để nhảy vào đẩy giá lên, mà là do các đội lái giá ha, đội thao túng thị trường, tạo lập thị trường, thao túng thị trường, MM, cá mập vân vân, nhiều các loại tên thì nó đang cố gắng là đẩy cái giá lên để thao túng. Đấy. Thế thì mục đích của nó là cái gì thì chúng ta cũng không biết, nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ rằng là nó không thể nào mà nó dừng cái mục đích của nó ngay ở cái thời điểm mà nó chưa hoàn thành. Đấy. Bây giờ cái việc mà nó hoàn thành là gì? Nó đẩy giá lên để cho các nhà đầu tư bên ngoài FOMO vào, đúng không ạ? Để kiểm nghiệm xem là có nhiều người bán hay không. Thế bây giờ cái thứ nhất là có nhiều người bán hay không, chúng ta đang không thấy có nhiều người bán. Thể hiện rằng ở trên chart nó không, volume nó không quá cao của những cái ngày mà nó có lực bán. Thứ hai nữa là trên on chain chúng ta cũng không thấy nhiều người nạp lên và cái lượng rút ra cũng nhiều hơn. Thế đấy là không có nhiều người bán, vậy là cái việc kiểm định số người bán hay là số người mua cũng đã xong rồi. Cái điều thứ hai nữa là bây giờ nó muốn là tạo ra sự FOMO thì ở cái mức giá 47 48.000 thì chưa phải là cái mức giá an toàn để nhiều người người ta nhảy vào FOMO. Ha, nó phải phá được qua cái vùng này. Cái vùng này là cái vùng quan trọng để mà nó có thể quyết định xem là liệu giá nó có tiếp tục một cái đà tăng trưởng hay không. Nếu bây giờ mà nó con phim bứt qua 52 và điều chỉnh ít, tức là nó phải qua 52 nhưng mà nó điều chỉnh ít thì lúc đó nó mới xác định được là chính xác là chúng ta đang có một cái move uptrend. Còn bây giờ cái cơ hội để mà nó đi xuống vẫn còn nguyên ha. Cơ hội để nó đi xuống để nó test lại những khu vực đâu đó khoảng 34 đến 36.000 vẫn còn nguyên nhé, chưa phải là hết đâu. Vì khi mà nó test xong thì chúng ta lại hóa ra trước giờ nó đang đi theo cái khung như thế này. Đấy, kiểu như thế rồi có thể nó sẽ đi lại sideways thêm rất là lâu nữa, kiểu như vậy. Thế thì nó chưa ăn thua ha, chưa chưa quyết định được, thì chúng ta chỉ có thể là ngồi chờ thôi. Còn ai mà nói xác định chính xác được ấy, bây giờ là lên 52 xong rồi lao xuống 25 hay là 30 ấy, thì thực sự là cũng chỉ đoán mò. Hay là ai bảo là từ bây giờ nó lên đến 52 xong rồi nó bay lên luôn ấy, thì thực sự là cũng chẳng có cái cơ sở gì. Nên chúng ta không có cơ sở gì. Chúng ta chỉ có duy nhất là chúng ta nhìn thấy rằng là hiện tại lực bán yếu. Thứ hai là Bitcoin trên sàn ít. Đấy, chỉ có hai cái lý do đấy chúng ta vẫn nghĩ rằng là nó còn có một uptrend nữa thôi. Còn không quá nhiều dữ kiện để chúng ta
nói rằng là nó sẽ tăng trưởng mạnh hay là uptrend cực kỳ mạnh sau này á, phải chờ đợi thêm. Rồi, và nhìn qua một số các bạn coi khác thì sao? Xóa tiếp tình đi. Ethereum xem nào. Ethereum cũng đã vừa bước vượt qua được cái khu vực mà khá là cao, đó là khu vực 3.000 3.400 thì đang loanh quanh khu vực này. Chính ra là Ethereum nó cần phải vượt qua khu vực này ha, 3.900 4.000 này. 3.900 4.000 nó cũng giống như cái khu vực 52.000, 50 50 50 đến 52.000 của Bitcoin đấy. Thì cái Ethereum phải vượt qua khu vực này. Ethereum thì cái đà tăng của nó mình nghĩ là nó sẽ mạnh hơn so với Bitcoin. Hiện tại thì các đồng altcoin là nó chạy luôn theo Bit luôn. Chúng ta không còn những cái lý thuyết mà Bitcoin tăng 10 lần sau đó là chuyển sang altcoin thì altcoin tăng 10 lần rút ra đâu, không có cái chuyện đấy ha. Giờ không còn cái mùa xuân mà à đâu. Không còn cái mùa xuân đến nữa. Bây giờ thị trường nó khôn lắm rồi. Bây giờ nó biết là Bitcoin tăng cái gì thì tức là altcoin cũng sẽ tăng. Vậy là nó cũng mua altcoin à? Bởi vì altcoin với giá vừa rẻ mà cơ hội ích cao lại nhiều hơn. Đó. Rồi xong rồi Bitcoin mà giảm là nó cũng bán luôn, bởi vì nó kiểu gì nó cũng giảm mà thị trường nó cũng điều chỉnh. Bây giờ chúng ta đầu tư nó phải khác một tí ha. Khác một tí. Cơ hội mà có là bán. Ví dụ như là giá thấy ổn là bán, giờ mà giá đẹp cũng bán luôn đi. Ra khỏi thị trường ngồi chơi. Đấy. Chờ 1 năm 2 năm nữa mua lại. Đấy là thượng sách. Thế còn đu theo thị trường như mình rất là máu, mình đu theo thị trường chẳng hạn thì có cơ hội là bây giờ nó tụt con mẹ nó xuống đâu đó khoảng 2.000, 2.300. Sorry mọi người nói hơi tục một tí. Đấy, thì cơ hội là tụt là có ha, không bảo là chắc chắn nó lên, chưa bao giờ nó chắc chắn nó lên cả. Ta đang nhìn view là nó lên nhưng mà cơ hội nếu nó tụt là có. Rồi, ta thêm Near xem sao. Nhiều bạn đang muốn chốt Near. Tại sao các bạn lại muốn chốt khi mà nó đang có một cái đà tăng tốt như thế này? Và nhìn thấy những cái đợt điều chỉnh của nó đâu có mạnh đâu. Đây là một cái đà tăng của nó ha. Bắt đầu từ đây đi. Bắt đầu từ đây đi ha. Này, lên này. Lên đến cái giai đoạn mà cần phải bứt phá qua những là đoạn này thì volume khá là ổn đó. Volume khá là ổn, sau đó là điều chỉnh thì cũng bình thường dưới mức trung bình rồi lại tiếp tục tăng. Tăng không được thì điều chỉnh cũng ở dưới mức trung bình. Thế cần phải phá qua cái khu vực này tiếp thì lại có một cây volume cực kỳ mạnh lên rất là đẹp, rất là đều, không có lý do gì mà tự nhiên lại đi chốt ở cái khu vực này cả. Đây, buôn bán này cũng bình thường này, lên giật xuống gọi là dọa nhà đầu tư thôi. Có nhiều người lại nhảy vào mua ở dưới khu vực 13-14.000 đô rồi, chẳng có lý do gì mà chốt ở đây cả, mua cực kỳ mạnh ha. Thế con này cứ để, đấy, bản thân mình là để, còn mọi người thì như thế nào? Mọi người có chốt không? Ừ. Rồi, Near là một cái con mà bây giờ mình đã cơ cấu nó ở cái trong cái danh mục của mình, nó là cái con mà đứng thứ hai về cái vốn hóa ha. Thế thì con đồng BNB là bị tụt xuống rồi. BNB là mình cho nó tụt xuống rồi, mình không còn yêu em đấy nữa. Bây giờ là yêu em Near. Đấy, San Mana, San và Mana thì lại hơi kém ở cái giai đoạn này. Có vẻ như đang nhiều người ôm. Và thực tế mà nói thì nó đang cũng đang ở trong một cái giai đoạn mà nén chuẩn bị bung lên rồi. Khi mà nó bung lên thì khá là mạnh đấy ha. Hai con này cũng nằm ở vị trí số 3 và số 4. Đó. Thế thì Solana DOT thì cũng đang ổn, không có vấn đề gì, chẳng có con gì mà để mà thấy là có thể chốt ở cái thời điểm này cả. Rồi thì cập nhật qua với mọi người một chút ha, cái video ngày hôm nay cũng sẽ không có dài vì là mình về hơi muộn. Có thể là cũng một cái video ngắn như này trong một cái điều kiện mà thị trường nó không có quá nhiều sự thay đổi thì cũng là một cái hợp lý để mọi người cân nhắc. Bản thân mình đến thời điểm hiện tại vẫn đang nhìn thấy một cái view nó rất là cao, và cái đợt này thì chia sẻ là cái này không chắc, nó chỉ là một cái gọi là một cái viễn tưởng mình nhìn thấy qua từ nhà cái cảm nhận của cá nhân thôi. Tức là hiện tại thì cái lượng mà các cái nhà đầu tư mà nó có thể đẩy giá được cái thị trường nào nó lên cao ấy, thì nó không còn là các nhà đầu tư nhỏ lẻ nữa, nó không còn nhiều là các nhà đầu tư nhỏ lẻ nữa, mà đợt này nó phải là các nhà đầu tư rất là lớn, với cái số tiền mà họ cho vào nó phải lên hàng triệu đô mỗi một người, triệu đô, tỷ đô, hay là các cái công ty. Lý do là tại sao? Tại vì là các nhà đầu tư nhỏ lẻ bây giờ họ họ đã sợ rồi. Mọi người nhìn thấy rằng là thị trường lên và xuống rất là nhanh, 64.000 tụt xuống còn có 28.000.
69.000 tụt xuống còn có 33.000, tụt xuống rất là nhanh, tụt 50% chỉ trong có vài vài tháng. Và các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì người ta không có đủ cái năng lực để người ta có thể vượt qua được cái nỗi sợ đấy. Tất nhiên là những người mà chúng ta đã vượt qua được nỗi sợ đấy, người ta vẫn còn tại thị trường, nhưng mà những cái người khác khi mà nhìn vào cái câu chuyện như vậy thì người ta rất là sợ. Và để mà người ta tham gia thị trường này thì nó cần phải có nhiều cái động lực hơn, tức là giá nó phải thế nào đó, hay là nó phải làm truyền thông như nào đó, nó sẽ vẫn sẽ vào, nhưng mà nó sẽ không thể nào mà có năng lực để đẩy cái thị trường nó lên rất là cao được nữa. Bây giờ mà cái bọn mà có thể giữ được hàng lâu này, biết phân tích kỹ thuật này, tức là có cái dòng vốn nhàn rỗi và vứt vào thị trường này, ném vào thị trường này để đẩy giá lên cao, và tức là nó phải giữ được thị trường lâu hơn so với cá nhân. Vì chúng ta nhìn thấy có lời một chút, x2, x3 hay 20%, 3% đã chốt, lo chốt rồi. Thế nhưng mà chúng nó thì không, có thể là nó sẽ nhìn một cái view dài hạn hơn, nó sẽ nhìn đến một chu kỳ sau chẳng hạn. Hiện tại giá cũng đang ở cái mức khá là thấp chẳng hạn. Thì nó sẽ nhìn một chu kỳ sau, hay là những cá nhân mà nằm ở trong cái diện mà nó lo lắng về cái việc bảo vệ sự an toàn tài sản của nó, đa dạng hóa tài sản của nó sẽ nạp vào. Hoặc là ở cái thị trường crypto này nó quá phổ biến ở trên các cái sàn chứng khoán, khi mà có Bitcoin ETF spot hay là các hình thức đầu tư khác nhiều hơn, khi mà có luật ở Mỹ rồi là nhiều nước nó đang cố gắng là nó hoàn thiện, thì họ sẽ nhảy tiền, họ sẽ đổ tiền vào. Thì nhà đầu tư nào thì nhà đầu tư nó cũng sẽ vẫn phải có cái thời gian mà đu đỉnh thôi, nó sẽ vào để nó đu ha, và nó sẽ làm cho giá của thị trường nó lên đến những con số mà có thể chúng ta sẽ không ngờ tới, đâu đó khoảng trên 100.000, 200.000, 300.000, kiểu kiểu là như vậy. Thì mình vẫn đang nhìn thấy, bởi vì là thực tế mà nói mình chưa nhìn thấy một cái vốn nó quá là lớn để mà nó có thể xả được cái đống hàng mà bọn tạo lập thị trường nó đang giữ. Mọi nhìn này, đây là cái thời điểm mà đỉnh cao 69.000, volume giao dịch nó cực kỳ thấp à. Bây giờ chúng ta lấy một cái thanh nó kẻ đi, đỉnh cao của cái đợt mà volume giao dịch đây nó chỉ đến đây thôi, rồi so sánh với lại cái thời điểm mà lên 64.000 thôi là chúng ta đã thấy nó quá là đuối rồi. Đó. Thời điểm mà lên đến 41, 42.000 nó cũng rất là đuối, nó chỉ bằng một nửa thôi. Không thể nào mà xả được quá nhiều hàng ở những cái khu vực 69.000 này. Không xả được nhiều hàng ha. Rồi thế thì chưa xả được hàng thì phải làm FOMO, phải làm thị trường, phải làm các thứ, phải đưa ra một cái chiến dịch đẩy giá lên tiếp để kéo thêm một cái bọn khác vào để có thể là xả được hàng. Thì đó là cái mục đích của cái thằng mà nó tạo ra cái thị trường này. Rất có thể là nó sẽ làm được, có thể nó không làm được, thì chúng ta chỉ biết là chờ đợi mà thôi. Chúng ta đang đu theo một cái thị trường mà gọi là gì nhỉ? Tỷ suất lợi nhuận cao nhưng mà cũng gắn liền với cái độ rủi ro cao. Dẫn đến là chúng ta cũng phải có một cái view nó dài hạn hơn. Chứ nếu mà chúng ta vào xong đó là vài tháng mà chúng ta sợ quá chúng ta bán ra thì rất có thể là không bao giờ có lời được ở thị trường này. Bạn có thể là chuyển bại thành thắng bằng cách là bạn mua ở 69.000 nhưng bạn chờ đến 3 4 năm sau một cái mùa tăng trưởng mới thì mọi người có thể là đầu tư được. Thì bạn có thể chuyển bại thành thắng, rất tất nhiên là tiền nó sẽ bị đóng đóng băng ở đấy. Lợi nhuận thì sẽ không có nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có lợi nhuận thay vì thua lỗ mà chúng ta cắt lỗ ở đây. Cắt lỗ ở đây liệu chúng ta có vào được ở những cái thời điểm đẹp hay không? Ta có những cái cơ hội để có thể là mua được tốt hay không? Đã mua rồi, đã đầu tư rồi thì để im, mua thêm ở lúc rẻ hơn ha. Rồi thì đấy là cái tâm sự của mình trong ngày 30 tháng 3, ngày cuối tháng, gần cuối tháng đối với lại thị trường ha. Rồi thì cũng hy vọng rằng là một phần nào đấy giúp mọi người có thêm được cái góc nhìn về thị trường để chúng ta đưa ra những cái quyết định đầu tư đúng đắn. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái video tiếp theo. Bye bye.